siêu mẫu chỉ những cá nhân có ngoại hình rất đẹp và chuẩn. Họ là người mẫu chuyên nghiệp trong lĩnh vực thời trang hoặc chụp ảnh sự kiện. Tuy vậy, thu nhập một mẫu nam thuộc hàng đắt đâu cũng chỉ dừng lại cỡ hơn chục triệu đồng một tháng. Ngay cả khi riêng đi sự kiện, dự họp báo hoặc dự ra mắt sản phẩm, may mắn lắm thì thu nhập tháng đó mới vọt lên được hơn 20 triệu. Thu nhập về việc biểu diễn từ những chương trình thời trang đình đám trong làng mẫu có lẽ còn ít hơn, vì đó chỉ là nơi để mẫu nam xây dựng tên tuổi. Đôi khi mất cả tuần để chuẩn bị và luyện tập, nhưng đến lúc nhận tiền thì chỉ vài trăm ngàn tượng trưng, đó là chuyện hết sức thường trong làng mẫu. Còn với những hợp đồng quảng cáo, dù có béo bở đến mấy, cũng không bằng một nửa của mẫu nữ. Nên tổng lại, thu nhập của một nam siêu mẫu sáng giá chỉ có thể dao động từ 20 đến 30 triệu đồng một tháng, siêu mẫu phong đúc kết. Thế nhưng, nếu có dịp đi xem phim hoặc lui tới các khu vực quán bar hoặc đi dạo qua các trung tâm mua sắm, thì mẫu nam thường để lại ấn tượng khá mạnh với công chúng bởi độ xa hoa cùng gu thời trang tinh tế. Họ thông qua những bộ quần áo giày dép toàn hàng hiệu, tất cả đều dành điệu đến từng chi tiết. Thực chất về những siêu mẫu nam, họ sống trong thế giới hào nhoáng nhưng thu nhập từ nghề nghiệp lại khá thấp. Vì vậy, nhiều siêu mẫu nam đã trở thành đối tượng săn phi công của các quý bà cô đơn lắm tiền nhiều của. Siêu mẫu long thường có thói quen lên truyền thông kể khổ vì gia cảnh về thu nhập thấp nhưng hài lòng với cuộc sống nhà trọ vì yêu nghề. Đến lúc đêm về, khi khán giả đa số là chiến hữu, long lại trở nên thu hút trong rất nhiều bộ cánh sang trọng. Luôn có mặt ở Bar Sky mỗi đêm với hàng loạt bộ cánh quý tộc, mỹ nam này có sở thích cập nhật liên tục các thương hiệu thời trang thế giới, từ ví LV, dây nịt Hermes, quần DNG đi kèm phụ kiện hàng hiệu của Milano. Tất cả luôn được anh chàng phối khá hợp lý. Mà tính trung bình, mỗi bộ cánh anh chàng choàng lên người thường ngấp nghé cả trăm triệu đồng. Thành ra, cái mà siêu mẫu long than thở chỉ là bề nổi. Vì ai quen long cũng biết, mỹ nam này chính là người nhà của quý bà Thủy. Bà Thủy là một người đàn bà thành đạt, đi lên từ vựa cá miền Tây này. Bà mê long như cá mê nước, chỉ sau một lần duy nhất hội ngộ siêu mẫu tại khu du lịch Vin trong một sự kiện. Khi trở về Sài Gòn, con xe quê tàu của chàng siêu mẫu đã nhanh chóng được bà chị hô biến để thay bằng con sinh hoạt mới cứng, đeo luôn biển quận nhất Sài Gòn. Trong nhóm của các quý bà thường hay qua lại với mẫu nam, thì bà chị của siêu mẫu long luôn được xem là người may mắn và nổi tiếng nhất khi sọ sát với hàng loạt mỹ nam. Tuy không đẹp, nhưng sau vài cuộc tiểu phẫu, chị Thủy cũng trở nên dễ nhìn hơn. Chỉ vừa bước qua tuổi 50, nhưng người phụ nữ này rất có kinh nghiệm trong việc chinh phục các trai đẹp. Trong đó, yếu tố chi tiền bạo tay luôn được bà đặt lên hàng đầu. Chính những món quà đắt sắt ra miếng cùng sự bạo tay của bà Thủy đã khiến không ít mẫu nam cảm động rồi sa chân vào vòng tay của bà. Và Long là người tình được bà chị này nuông chiều nhất, bởi Long được mọi người nhận xét có rất nhiều tài lẻ trong khoản giường chiếu. Bà Thủy thường bi bô với cả nhóm quý bà khi quyết định thôi đóng đưa với các siêu mẫu khác chỉ để tập trung lo cho Long mà thôi. Nhóm của bà Thủy khá nổi tiếng trong việc đánh chiếm các siêu mẫu nam. Ngoài bà Thủy, còn có một phụ nữ kinh doanh thuốc Tây cũng học đòi săn tìm phi công đẹp, chẳng thua kém chút nào với bà. Vốn là người giữ tay hòm tay khóa của gia sản nên một khi đã quậy thì mức độ chịu chơi của họ cũng vượt trội hẳn so với các quý ông đại gia. Vì vậy, tài khoản của các cục cưng lúc nào cũng đầy ắp tiền nếu như được quý bà chọn lựa. Vì dáng người tôi cũng khá cao ráo sáng sủa nên đã nhờ người quen giới thiệu gia nhập một nhóm dân chơi toàn mẫu nam. Vì vậy hôm nay tôi có mặt cùng với mấy anh em trong nhóm tại một bar nằm trong một khách sạn 5 sao. Gọi một chai rượu Chivas 21, Long thấy tôi có vẻ lo lắng liến trấn an. Anh yên tâm, nhiều lắm mình cũng chỉ trả 3 triệu, nhưng chắc chắn sẽ có nhà tài trợ tự nguyện đến thanh toán thôi. Đúng 12 giờ đêm, khi ban nhạc người Philippines khép lại phần trình diễn, chúng tôi thấy loáng thoáng hai quý bà mặc váy xanh cùng tông ngồi bàn bên cạnh đưa ly lên chào. Hiếu cũng đưa ly, nhưng khuôn mặt thì cứ lạnh tanh. Một lát sau, có một nữ nhân viên bê khay rượu gồm 6 ly sang mời. Cô không quên đưa tay, chỉ về phía hai quý bà áo xanh, nhận rượu mời, lúc này Hiếu mới tiết lộ. Bà bám theo em mấy tuần nay rồi, nhưng em thấy ghê quá nên mới im lặng đó chứ. Sân khấu chuyển sang nhạc khiêu vũ nhẹ nhàng, hai quý bà áo xanh vén váy, đong đưa mắt tiên hẳn đến bàn chúng tôi. Chợt tôi thấy tội nghiệp cho quý phu nhân này, khi dấu ấn tuổi tác đã hẳn rõ trên gương mặt, vẫn phải thức đêm săn mồi để tìm thú vui. Sau này, khi gặp lại bà ta ở chiêu,
chúng tôi mới biết lý do Hiếu từ chối. Chúng tôi nhận ra tình nhân của quý bà áo xanh đó chính là một đồng nghiệp của Hiếu. Người này khá khét tiếng trên đường bay, sẵn sàng dằn mặt bất cứ mỹ nam nào, từ đánh đấm đến nhắn tin khủng bố khi họ có ý định sáp lại đối tác của hắn. Ngoài việc chu cấp tiền bạc, quý bà áo xanh còn cho tiền hắn để mở một nhà hàng ăn uống. Đổi lại, hắn chỉ thuộc về một mình bà sử dụng mà thôi. Sau những chuyến bay nối dài ở quán Bar Sky, tài sản của một siêu mẫu nam xuất thân miền Tây vụt tăng lên chóng mặt. Để đối phó dư luận, không ít mẫu nam sau khi tham gia đường bay thường kể khổ hoàn cảnh của mình. Thậm chí siêu mẫu Đạt còn mua hẳn căn nhà cấp 4 lục dục để dàn dựng ra cảnh khó khăn của mình. Đạt chỉ về đây một năm đôi lần, còn lại là cho người em họ ở. Vì máy bay của Đạt thuộc hàng khủng đã tậu hẳn cho cậu một căn hộ cao cấp tại quận 2. Còn xe BMW kép mà Đạt chạy chính là giá cước tỉnh phí sau 3 năm giao kèo. Trong thời gian này, anh chàng có thể đàn đúng với bất kỳ ai, miễn không phải là đàn bà. Quý bà của Đạt từng cùng chồng thao túng ngành dệt may. Đến khi phất lên, bà ta bị ông chồng cắm sừng, từ đó nảy sinh ý muốn trả thù. Rồi lâu dần, nó lại trở thành ham muốn khó cưỡng của bà. Trước khi sở hữu riêng Đạt, quý bà này đã nhẫn mặt hàng loạt mỹ nam. Nhưng chỉ lướt qua mà thôi, vì không có ai chịu nổi tính khí ghen tuông dữ dội của bà. Có lẽ do một lần bị chồng cắm sừng nên tính kiểm soát của bà đã thành bệnh. Bà ta xem phi công như một món đồ, đã nhiều lần bà ta lao vào quán bar ăn thua đủ khi nghi ngờ Đạt lăng nhăng với một à nào đó. Mỗi khi thấy một cô gái nào nhìn mẫu nam của mình, bà ta lập tức ôm chặt lấy Đạt, choàng tay bá vai như trốn không người. Khét tiếng nhất về việc thay người mẫu nam như thay áo là quý bà Vân Thảo Mai, đã trải qua 52 tuổi thanh xuân. Người phụ nữ lạnh lùng này có túi tiền nhiều không kể xiết, vì bà là một cổ đông lớn của hàng loạt trung tâm ngoại ngữ tại Việt Nam. Bà là người quá từng trải nên rất sát phi công, ai vào tầm ngắm của bà đều khó có thể chạy thoát. Không chỉ mỹ nam bước ra từ các cuộc thi siêu mẫu, ngay cả cánh mẫu ảnh nam cũng là đối tượng để bà buông lời thảo mai. Các khu trung tâm mua sắm hàng hiệu luôn có bà chị này túc trực mỗi ngày. Hàng chục món hàng đặt tiền liên tục được nhân viên gói lại bỏ vào túi rồi đưa cho bà với thái độ đầy cẩn trọng. Khi nhân viên hỏi chị mua hàng nam giới làm gì mà nhiều vậy, thì bà ta tỉnh bơ nói mua cho người yêu cùng nụ cười bí ẩn. Mỹ nam nào lọt mắt quý bà này thường được tiếp cận trực tiếp. Bà luôn có thói quen tặng ví hàng hiệu khi giáp mặt, trong ví luôn có đô la Mỹ tiền mặt nhét đầy ắp. Bà Vân lại rất có duyên ăn nói nên không ít trai trẻ nao lòng, rồi lại nhận được bà ta tặng quà dẫn đi du lịch Singapore, Thái Lan. Quan trọng hơn, bà có kỹ thuật giường chiếu thuộc hàng điêu luyện. Điều này đã góp phần đưa bà Vân lọt vào top nổi bật nhất trong nhóm quý bà săn phi công. Nhiều mỹ nam rất thích thú khi diện kiến bà ta, thế nhưng quan niệm của bà rất rõ ràng, chơi thì thoải, còn để yêu thì không. Một mẫu nam thở dài cho biết, bà ta có một thời cặp đôi với bạn thân anh chàng này. Bị chinh phục bởi tài ăn nói khéo léo, đối xử tử tế, người bạn thân đó tình nguyện theo bà. Thế nhưng khi mọi chuyện tưởng yên ấm, thì bà ta lại đâm ra chán. Người bạn thân mẫu nam này muốn có cuộc gặp để hỏi rõ, thì bà ta chặn điện thoại. Rồi sau đó lại cho một quý bà khác số điện thoại của mẫu nam để chủ động gọi vào buông lời tán tỉnh. Khi mẫu nam này hỏi ai cho số, quý bà kia không ngại ngần cho hay đó là được giới thiệu từ bà Vân. Biết mình bị phủi, một số mỹ nam chỉ biết ngậm cục tức vì không ai lại kể ra cho thiện hạ xem sự lấm lem về nhân cách của mình cả. Thế nên bà Vân vẫn tung tăng hoành hành mới mức độ ngày một cuồng dại, gây khá nhiều điều tiếng trong giới. Nói chung, đối mặt với vô vàn khó khăn và bị o ép như vậy, nhiều người mẫu nam chia sẻ họ đành phải coi nghề người mẫu như một cuộc dạo chơi. Để bươn trải với cuộc sống đầy khó khăn này, họ phải tận dụng kinh nghiệm có được trên sàn catwalk và lợi thế ngoại hình để dấn thân vào cái nghề hào quang sớm tàn này. Các bạn có cảm nhận gì về câu chuyện trên? Hãy để lại bình luận phía bên dưới để cho chúng tôi cùng được biết nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Đừng quên ấn like, subscribe kênh để chúng ta gặp lại nhau được sớm nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.